Chương 16 Một mùa Giáng sinh giá buốt Vậy là thầy Snape đề nghị giúp đỡ nó Có chắc là ổng đòi giúp nó không? Nếu bộ hỏi câu đó thêm một lần nữa Harry nói Mình sẽ in một măng này vô Mình chỉ hỏi lại cho chắc thôi Rồi nói Tụi nó đang đứng một mình bên cái chậu Trong nhà bếp ở trại hang sóc Gọt măng cho bà Weasley Tuyết đang bay lơ lửng bên ngoài khung cửa sổ trước mặt tụi nó. Ừ, thầy Snape đề nghị giúp đỡ nó. Harry nói, thầy nói thầy đã hứa với mẹ của Manfoy là sẽ bảo vệ nó. Thầy đã thề không bội hay cái gì đó đại khái như vậy. Phép thề bất khả bội hả? Ron nói vẻ mặt sững sờ. Không, thầy không thể nào bộ có chắc không? Có chứ mình chắc chắn. Harry nói, nhưng mà sao vậy? Điều đó có nghĩa là gì? Ôi bộ không thể nào phản bội lại một lời thề bất khả bội Nói vậy mà cũng nói Mình cũng tự suy ra được vậy Nhưng nếu mình bội thề thì sao Thì bồ chết Rồi nói đơn giản Anh Fred và anh Chuck có lần đã thử bắt mình chịu phép thề ấy hồi mình mới 5 tuổi suýt chút xíu là mình đã thề rồi Mình đã nắm tay anh Fred và sẵn sàng Thì ba tìm thấy tụi này Ba nổi cơn tam bành Rồi nói đôi mắt thoáng qua ánh hồi tưởng đó là lần duy nhất mà mình thấy ba giận không thua gì má. Sau trận đó anh phép cho là cái mông trái của ảnh chẳng bao giờ lành lặn lại như xưa nữa. Ừ, thì tổng quốc mông trái của anh phép đó mà. Xin lỗi, sao cơ? Fred nói khi hai anh em sinh đôi đi vào nhà bếp. À à, chó coi nè, giờ này mà tụi nó còn dùng dao thớt và đủ thứ. Ôi ừ, trời ơi, chừng hai tháng mấy nữa là em đủ 17 tuổi. Ron gắt gỗng nói. Tới lúc đó em sẽ xài pháp thuật để làm mấy chuyện này. Nhưng trong khi chờ đợi, chót nói, vừa ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhà bếp và gác chân lên bàn. Tụi anh có thể thưởng thức cảnh tụi bay thao diễn cách dùng đúng đắn một cái. Úi chua chua! Tại anh làm em mới bị như vậy. Trôn tức giận nói. Vừa mút ngón tay cái bị đứt. Anh đợi đó, khi nào em đủ 17 tuổi. Anh chắc thể nào mày cũng sẽ làm tụi anh lé mắt về những kỹ năng pháp thuật cho đến giờ vẫn không ai ngờ. Ô, oh, Fred ngáp. Và Ronald nè, nhưng nó đến những kỹ năng không ai ngờ. George nói, chẳng biết chuyện mày với một tiểu thư tên là Lavender Brown. Nếu thông tin không sai, tụi anh nghe Ginny nói mà. Là chuyện gì ha? Ron hơi ửng hồng một chút, nhưng chẳng tỏ ra khó chịu lắm khi quay lại với đám băng. Đừng xíu cho chuyện người ta. Đối đáp gì mà thô lỗ vậy? Pet nói, anh thiệt tình không biết mày nghĩ sao về mấy chuyện đó Không Cái điều tụi anh muốn biết là Chuyện đã xảy ra như thế nào Nghĩa là sao Có phải cô nàng bị một tai nạn hay gì gì đó không Gì Trời ơi Chứ làm thế nào mà cô nàng sống nổi Với một đầu óc chèm nhẹp bả đậu chứ Ê coi chừng Bà Quisley đi vào Vừa đúng lúc để nhìn thấy Ron phóng con dao gọt mang vô Fred Anh chàng này Quể quải phẩy nhẹ cái đũa phép và biến con dao thành một chiếc máy bay giấy. Rốt! Bà Quisley giận dữ la lên. Con đừng bao giờ để cho má thấy con quăng dao một lần nữa nghe chưa? Dạ, con sẽ không quăng dao. Rồi nói, mà để cho má thấy. Mấy tiếng cuối này nó lầm bầm thêm vào khi quay lại với đống măng. Má rất tiếc, Fred George, hai con à. Nhưng chú Remus sẽ đến vào tối nay, cho nên Bill sẽ phải chen chúc với hai đứa con. Vô tư George nói Vậy chỉ còn Ron và Harry trên căn gác sát nóc Vì Shirley sẽ không về nhà Và nếu Fleur ở chung phòng với Ginny Đó mới thiệt là Giáng sinh tưng bừng của Ginny Fred lầm bầm Mọi người ắt thoải mái thôi Với lại Ai cũng có một cái giường hết Bà Weasley nói Nghe hơi ngừng ngượng Vậy là anh Percy chắc chắn không trường Cái bộ mặt ghê tởm của ảnh ra chứ Fred hỏi. Bà Quisley quay đi trước khi trả lời. Không, má nghĩ là anh con bận ở bộ rồi. Khi bà Quisley rời khỏi nhà bếp, Fred nói. Ảnh là thằng đần nhất thế giới. Một trong hai thằng đần vĩ đại nhất thế giới. Thôi, mình đi thôi chót ơi. Hai anh âm mưu gì vậy? Ron hỏi. Anh có thể giúp tụi này thanh toán đám băng này không? Anh chỉ cần nhúc nhích cây đũa phép là tụi em được rảnh tay. Đâu có được, anh không cho là tụi anh có thể làm được chuyện đó fred nói một cách nghiêm túc đó là công việc rèn luyện tính cách học cách gọt măng mà không cần pháp thuật sẽ giúp mày đánh giá đúng nỗi khó khăn mà dân mơ gô và ả phù thủy phải chịu đựng và nếu mày muốn người ta giúp mình rôn à jock nói thêm vừa quăng chiếc máy bay bằng giấy về phía Ron, thì đừng có quăng dao vô người ta bực mí một chút nha tụi anh sẽ đi ra làng có một cô bé xinh xắn dễ thương làm việc trong một tiệm giấy nghĩ mấy tấm thiệp mánh của tụi anh là cái gì kỳ diệu lắm gần như ảo thuật thứ thiệt khỉ rồi nói giọng cây cú ngó theo Fred và George băng ngang qua sân ngập đầy tuyết họ chỉ cần bỏ chừng 10 giây giúp tụi mình là tụi mình cũng có thể đi chơi mình không đi được Harry nói mình đã hứa với thầy Dumbledore là mình sẽ không đi rong trong thời gian ở đây ừ ha Rồi nói, nó gọt thêm vài mục măng nữa rồi nói Bồ có tính kể cho thầy Dumbledore Về những gì bồ nghe thầy Snape Và Manfoy nói với nhau không Có Harry nói Mình sẽ nói với bất cứ ai có thể ngăn chặn việc đó Và thầy Dumbledore là người đầu tiên Có thể mình sẽ nói với ba bồ một lần nữa Tiếc là bồ đã không nghe được Thực sự việc Manfoy đang làm là việc gì Làm sao mình có thể nghe được Đó là toàn bộ mối chốt Nó không chịu nói với cả thầy Snape im lặng một chút rồi Ron nói. Dĩ nhiên bồ biết tất cả họ sẽ nói gì rồi đó. Ba và thầy Dumbledore và tất cả những người khác. Họ sẽ nói là thực ra không phải thầy Snape đang cố giúp đỡ Manfoy đâu, mà thầy chỉ cố gắng tìm hiểu xem Manfoy đang toan tính làm gì thôi. Tại họ đã không được nghe ổng nói. Harry dứt khoát. Không kịch sĩ nào diễn giỏi như vậy được, kể cả thầy Snape. Ừ, nhưng mà mình chỉ nói vậy. Ron nói, Harry quay mặt về phía Ron nhăn nhó. Nhưng bồ nghĩ là mình đúng chứ? Ừ thì đúng. Ron nói vội. Thật sự mình nghĩ bồ đúng. Nhưng tất cả những người khác đều tin chắc thầy Snape là người của hội đúng không? Harry không nói gì. Nó đã nghĩ đến điều này và thấy đó rất có thể sẽ là lý do để mọi người phản bác chứng cớ mới của nó. Thậm chí bây giờ nó cũng có thể nghe Hermione nói. Rõ như ba ngày Harry à thầy giả bộ đề nghị giúp đỡ để dụ dỗ Manfoy nói cho thầy biết nó đang mưu toan làm gì. Tuy nhiên đây chỉ là tưởng tượng suông bởi vì nó chưa có dịp kể cho Hermione nghe chuyện nó nghe lõm được. Cô nàng đã biến mất khỏi bữa tiệc của thầy Slughorn trước khi Harry quay trở lại đó. Hay ít ra đó là điều nó được anh chàng Mark Lacken đang tức cạnh hồng báo cho biết. Và khi tụi nó trở về đến phòng sinh hoạt chung, thì cô nàng đã đi ngủ mất rồi vì harry và ron lên đường về trang trại hang sóc rất sớm vào ngày hôm sau nên nó chỉ đủ thì giờ để cầu chúc cho hermione một lễ giáng sinh vui vẻ và nói với cô nàng rằng sau khi nghỉ lễ trở về nó sẽ có tin tức tối quan trọng để kể cho cô nghe tuy nhiên harry không hoàn toàn chắc chắn là hermione có nghe được nó nói không vì cùng lúc đó ron và lavender đang tạm biệt nhau bằng ngôn ngữ không lời ngay sau lưng nó Tuy vậy, ngay cả Hermione cũng sẽ không thể phủ nhận một điều. Malfoy chắc chắn đang mưu toan điều gì đó, và thầy Snape biết điều đó. Nếu vậy thì Harry sẽ cảm thấy mình được chứng minh hoàn toàn đúng khi nói. Đã nói với bồ rồi mà. Đó cũng là cái câu nó đã nói với Ron vô số lần. Harry không kiếm được cơ hội để nói chuyện với ông Quisley. Ông làm việc suốt ngày ở bộ, cho đến tận nửa đêm Giáng sinh. Gia đình Weasley và khách khứa ngồi trong căn phòng khách mà Ginny đã trang hoàng phóng khoáng đến nỗi cảnh trí từ tự tựa như ngồi trong một mớ bồng bông giấy. Fred, George, Harry và Ron là những người duy nhất biết gì thiên thần trên ngọn cây thông Giáng sinh. Thật ra là một con quỷ lùng giữ của. Con quỷ lùng đã lỡ cắn vô mắt cá chân Fred khi anh ta nhổ cà rốt cho bữa tiệc Giáng sinh. Bị điểm quyệt cứng đơ, rồi bị sơn vàng chóe nhồi thành một cái váy xòe tí hon dưới đôi cánh nhỏ dán dính vô lưng con quỷ lùng trừng mắt ngó xuống tụi nó đầu trọc lóc như củ khoai tây chân cẳng xù xì lông lá harry chưa từng thấy thiên thần nào xấu khốc liệt đến như vậy mọi người đều bị bắt nghe chương trình truyền thanh đêm giáng sinh do ca sĩ được yêu thích nhất của bà weasley celestina wapet thực hiện giọng ca cô này đang réo rắt vang ra từ một cái radio bằng gỗ khổng lồ dường như cảm thấy giọng ca của Celestina chán phèo. Fleu cứ nói chuyện om sòm ở góc bàn, khiến cho bà Weasley câu có, cứ phải chĩa cây đũa phép về phía bản điều chỉnh âm thanh. Nhờ vậy, giọng ca Celestina càng lúc càng to hơn. Thừa lúc đang diễn ra tiết mục đặc biệt vui nhộn có tên là Một giạc tình ái đầy ấp sốt dẻo. Fred và George bắt đầu trò chơi táp nổ với Ginny. Ron thì cứ lén dòm Bill và Fleu như thể hy vọng học mót được vài ngón nghề. Trong lúc đó thầy Remus Lupin ngồi bên cạnh lò sưởi. Lúc này trong thầy gầy gò rất trúi hơn bao giờ hết. Thầy đang chăm chú nhìn vào đáy lò sưởi như vẻ không hề nghe giọng ca của Celestina. Ôi đến mà khuấy cái giạc của em. Nếu anh làm đúng điều thì em sẽ đun sôi ái tình sốt dẻo cho anh để anh được ấm áp đêm nay. Hồi tụi mình còn trẻ, Tụi mình đã nhảy theo điệu hát này anh có còn nhớ không anh Arthur? Bà Wisley nói vừa quẹt nước mắt lên đồ len bà đang. Hử? Ông Wisley nói vừa gục gặt cái đầu buồn ngủ trên trái kim quốc mà ông đang gọt. Ở phải âm điệu tuyệt vời. Ông cố gắng ngồi thẳng lên một chút và ngoái nhìn sang Harry đang ngồi cạnh. Xin lỗi con nha. Ông nói hất đầu về phía cái radio trong khi Celestina đột ngột chuyển sang hợp sướng, Sắp hết rồi. Không sao đâu bác. Harry nói, nghe răng cười. Dạo này ở bộ bận lắm hả bác? Bận lắm. Ông Quisley nói, thật ra cũng không sao nếu bọn bác đạt được điều gì đó. Nhưng trong số ba vụ bắt bớ mà bọn bác thực hiện trong hai tháng vừa qua, bác nghi chỉ có một là tử thần thực tử thật sự mà thôi. Mà đừng nhắc lại chuyện đó, Harry à. Ông dội nói thêm, bỗng nhiên tỏ ra tỉnh ngủ hơn. Họ còn giam giữ anh Stan sân bay không? Harry hỏi. Bác nghĩ là còn. Ông Weasley nói. Bác biết cụ Lê Đo đã thử trực tiếp thỉnh cầu ông Scream get out vào về vụ Stan. Nghĩa là bất cứ ai thẩm vấn anh ta cũng đồng ý là anh ta chẳng tử thần thực tử hơn trái kim quốc này chút nào. Nhưng cấp lãnh đạo cao nhất muốn làm ra vẻ họ đang có tiến bộ và ba vụ bắt giữ nghe đỡ hơn ba vụ bắt nhầm rồi thả ra. Nhưng một lần nữa đây toàn là chuyện tối mật. Con sẽ không nói gì đâu. Harry nói. Nó ngập ngừng một lát, tự hỏi cách nào tốt nhất để khai màu cái điều nó muốn nói. Và trong khi nó còn đang dàn ý trong đầu, thì Celestina Wabek đã lại bắt đầu một bài ca tâm tình có tựa là Chàng ếm bùa lấy mất trái tim thiếp. Bác Weasley à, Bác biết cái chuyện mà con nói với bác ở nhà ga Hồi tụi con đi lên trường không? Bác kiểm tra rồi Harry à Ông Weasley nói ngay Bác đã đi đến nơi và lục soát nhà của gia đình Manfoy Ở đó chẳng có gì bất hợp pháp cả Dù là miễn dụng hay còn nguyên Dạ con biết Con có đọc trên tờ tiên tri là bác đã kiểm tra Nhưng đây là một chuyện khác Ờ, một chuyện và nó nói với ông Quisley mọi điều mà nó nghe lóng được giữa Manfoy và thầy Snape. Trong lúc nói, nó thấy đầu thầy Lupin hơi quay về phía nó, lắng nghe từng lời một. Khi nó kể xong, mọi người đều im lặng, ngoại trừ tiếng hát của Celestina. Ui, trái tim khốn khổ của thiếp đâu mất rồi. Nó đã bỏ thiếp đi chỉ vì bị bỏ bùa. Harry à, con có nghĩ là thầy Snape chỉ giả bộ không? Ông Quisley nói Giả bộ đề nghị giúp đỡ Để mà thầy có thể khám phá âm mưu của Manfoy hả Harry nói nhanh Dạ con biết thể nào bác cũng nói vậy Nhưng làm sao mình biết được chuyện đó Chúng ta không việc gì phải biết hết Thầy Lupin bất ngờ lên tiếng Lúc này thầy đã xoay lưng lại lò sưởi Và đối diện Harry ngang qua ông Quisley Đó là việc của cụ đương Lê Đo Cụ đương Lê Đo tin tưởng anh Severus và như đó là đủ cho tất cả chúng ta rồi. Nhưng, Harry nói, chỉ nói ví dụ thôi, nói ví dụ thầy Dumbledore Đo tin lầm thầy Snape. Người ta nói vậy nhiều lần rồi, vấn đề cơ bản là tin hay không tin sự phán đoán của cụ Dumbledore. Đo. Tôi tin, vì vậy tôi cũng tin anh Severus. Nhưng thầy Dumbledore Đo có thể nhầm lẫn. Harry cãi lại, chính thầy cũng nói vậy mà. Và thầy, thưa thầy, nó nhìn thẳng vào mắt thầy Lupin. Thầy có thành thực mến thầy Snape không? Thầy không mến cũng không ghét thầy Severus. Thầy Lupin nói, Không, Harry à, thầy đang nói thật. Thầy Lupin nói thêm, vì Harry biểu lộ một vẻ mặt ngờ vực. Có lẽ thầy và thầy ấy không bao giờ là bạn chí cốt, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa ba James của con cùng chú Sirius và thầy Severus. Có quá nhiều cây đắng rồi, nhưng thầy không quên là trong suốt cái năm thầy dạy ở trường Hogwarts, Hàng tháng thầy Severus đã pha chế thuốc bả sói cho thầy, pha chế hoàn hảo để thầy không bị đau đớn như thầy thường phải chịu đựng mỗi khi trăng tròn. Nhưng thầy Snape cũng đã tình cờ để lộ ra chuyện thầy là người sói, khiến thầy phải ra khỏi trường. Harry tức giận nói, "Thầy Lupin nhún vai, "Đằng nào thì chuyện đó cũng lộ ra, cả hai chúng ta đều biết thầy ấy muốn dạy môn mà thầy dạy. Và thầy ấy đã có thể gây ra điều tệ hại hơn nhiều bằng cách bào chế thuốc giỏm cho thầy. Nhưng thầy ấy đã giúp thầy khỏe mạnh. Thầy phải biết ơn. Có lẽ thầy ấy không dám chế thuốc giỏm trước mặt thầy Dung Lê Đo. Harry nói, Harry à, con cứ khăn khăn một mực căm ghét thầy ấy. Thầy Lubin nói với nụ cười yếu ớt. Và thầy thông cảm, con là con ruột của ba James và là con đỡ đầu của chú Sirius con đã thừa hưởng mọi thành kiến. Tất nhiên là con cứ kể cho cụ Dumbledore Đo nghe những gì con đã kể cho bác Arthur và thầy. Nhưng đừng trông mong cụ đồng quan điểm với con. Và cũng đừng trông mong cụ ngạc nhiên về những điều con nói với cụ. Rất có thể chính cụ Dumbledore đã ra lệnh cho thầy Severus chất vấn cô Và giờ đây chàng sẽ nó tan nát. Thiếp sẽ tri ơn chàng trả lại thiếp trái tim. Celestina kết thúc bài ca bằng một nốt nhạc cao vút và ngân nga rất lâu cùng tiếng vỗ tay ầm ỉ gian ra từ cái radio được bà Weasley nhiệt liệt phụ họa theo. Hết rồi hả? Leo hỏi to, Phước Đức hát gì khủng khiếp. Vậy là chúng ta đội nón Giáng sinh được rồi ha? Ông Weasley đứng phát dậy la lớn. Có ai muốn làm một ly rượu trứng không? Dạo gần đây thầy làm gì? Harry hỏi thầy Lupin trong khi ông Weasley hấp tấp đi pha rượu trứng và mọi người duỗi ra thư giãn và súng nhau chuyện trò. Ôi, thầy hoạt động bí mật. Thầy Lupin nói, gần như đúng nghĩa đen. Chính vì vậy mà thầy không thể viết thư cho con được. Harry à, gửi thư cho con chẳng khác nào tiết lộ bí mật. Nghĩa là sao? Thầy đang sống lẫn với những đồng loại, đồng đẳng của thầy. Thầy Lupin nói, rồi thầy nói thêm, khi thấy Harry tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả, những người sói ấy mà. Gần như tất cả những người này đều về phe Voldemort. Của Lê Đo muốn có người do thám Và thầy đây có sẵn điều kiện Giọng thầy nghe hơi cay đắng Và có lẽ thầy cũng nhận thấy vậy Nên thầy nở một nụ cười ấm áp hơn rồi nói tiếp Thầy không phàn nàn gì hết Đó là một công việc cần thiết Và còn ai khác có thể làm việc đó tốt hơn thầy Tuy nhiên cũng khó giành được lòng tin của họ Thầy còn mang những dấu hiệu không thể nhầm lẫn được của việc đã cố gắng sống chung với đám pháp sư. Có thể đó, trong khi người sói thì xa lánh xã hội thông thường và sống bên lề trộm cắp, đôi khi lại còn giết người để ăn. Làm sao mà họ lại thích Voldemort chứ? Họ nghĩ rằng họ sẽ có đời sống khá hơn dưới sự cai trị của hắn. Thầy Lupin nói, và thật khó mà tranh cãi khi có Greyback ở đó. Greyback là ai? Con chưa nghe nói về hắn hả? Hai bàn tay thầy Lubin nắm lại, run run đặt lên đùi. Fenrir Greyback có lẽ là người sói mang rợi nhất còn sống ở thời nay. Hắn coi sứ mạng đời hắn là cắn và truyền nọc người sói cho càng nhiều người càng tốt. Hắn muốn tạo ra đủ người sói để chiến thắng giới pháp sư. Voldemort đã dùng miếng mồi đó để nhử Greyback phục vụ cho mình. Greyback đặc biệt khoái con nít Hắn nói cắn chúng khi còn trẻ Và nuôi dưỡng chúng xa hẳn mẹ cha chúng Dạy cho chúng lớn lên Căm ghét với phù thủy thông thường Voldemort đã đe dọa Sẽ thả hắn ra cắn con cái người ta Lời đe dọa đó Thường mang lại hiệu quả Thầy Lubin ngừng một chút rồi nói Chính Greyback đã cắn thầy Cái gì? Harry sửng sốt nói Khi... Có phải thầy muốn nói là khi thầy còn nhỏ? Ừ, ba của thầy đã làm hắn bực mình. Trong một thời gian rất lâu, thầy không biết lai lịch của người sói đã tấn công thầy. Thầy thậm chí còn thương hại hắn, vì nghĩ là hắn đâu có tự chủ được. Tại lúc đó thầy đã biết khi bị biến hình thì mình cảm thấy thế nào rồi. Nhưng Greyback thì không như vậy. Khi trăng tròn, hắn chọn cho mình một vị trí gần nạn nhân, bảo đảm đủ gần để tấn công được. Hắn sắp đặt sẵn hết, và hắn là kẻ mà Voldemort đang sử dụng để thống lãnh cộng đồng người sói thầy không thể giả bộ mà nói khoác rằng cách biện luận hợp tình hợp lý của riêng thầy có thể đối chọi rất hiệu quả với việc khăng khăng của Greyback rằng người sói thì phải xứng đáng với dòng giỏi rằng người sói nên trút mối hận thù lên người bình thường nhưng thầy là người bình thường mà Harry hung dữ nói thầy chỉ bị một 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 vấn đề thầy Lubin bật cười đôi khi còn khiến thầy nhớ lại ba James ba con gọi đó là một vấn đề lông lá nho nhỏ Cho có bầu có bạn Nhiều người lại có cảm tưởng là thầy có một thói quen cư xử tồi tệ Thầy Lubin nhận một ly rượu trứng từ tay ông Quisley và nói cảm ơn Có vẻ vui lên một chút Trong khi đó Harry lại cảm thấy một cơn phấn khích dậy lên Việc thầy Lubin vừa rồi nhắc đến ba nó Khiến nó nhớ ra một chuyện mà nó đã trông ngóng gặp thầy Lubin để hỏi thầy có bao giờ nghe nói đến người nào được gọi là hoàng tử lai không cái gì lai hoàng tử harry nói chăm chú nhìn thầy lubin xem có dấu hiệu nào là thầy biết không không có hoàng tử pháp thuật thầy lubin nói bây giờ đã mỉm cười có phải đây là danh hiệu mà con tính khoác cho mình không thầy thì cho rằng làm kẻ được chọn cũng đủ rồi danh hiệu đó chẳng liên quan gì đến con hết harry giận dữ nói Hoàng tử Lai là ai đó đã từng học ở trường Hogwarts. Con có được cuốn sách độc dược của y. Y viết thần chú khắp cuốn sách. Những thần chú mà y phát minh ra. Một trong những thần chú đó là khinh thân. À, thần chú đó rất ư thịnh hành vào thời thầy học ở trường Hogwarts. Thầy Lubin trầm ngâm nói. Hồi thầy học năm thứ năm, mất vài tháng không ai di chuyển gì được vì cứ bị lôi bằng mắt cá chân treo chống ngược lên không trung. Ba con từng làm vậy Harry nói Có thấy ba con trong cái tưởng ký Ba con dùng thần chú đó ếm thầy Snape Harry cố gắng nói giọng bình thường Như thể đây chỉ là một nhận xét bỏ đi Chẳng có gì quan trọng Nhưng nó không chắc là nó đã đạt được đúng hiệu quả Nụ cười của thầy Lupin hơi cảm thông quá đáng Ừ Thầy Lupin nói Nhưng ba con không phải là người duy nhất Như thầy vừa nói thần chú đó rất thịnh hành Con cũng biết kiểu những thần chú này thịnh hành Rồi qua đi như thế nào rồi đó Nhưng nghe có vẻ như thần chú đó Được phát minh vào thời thầy học ở trường Harry vẫn ngoan cố Không nhất thiết vậy Thầy Lubin nói Thần chú trụ ếm cũng có mốt Và cũng đề mốt như mọi thứ khác Thầy nhìn vào mặt Harry rồi khẽ nói Ba James con là pháp sư thuần quyết Harry à Và thầy cam đoan với con ba con không hề bảo bạn bè gọi mình là hoàng tử. Khỏi cần giả đò nữa, Harry nói. Và cũng không phải chú Sirius chứ, hay là thầy? Chắc chắn không. À, Harry nhìn đăm đăm vào lò sưởi. Con cứ tưởng, cha, y giúp con nhiều lắm trong những buổi học độc dược dị hoàng tử ấy. Sách cũ cỡ nào hả Harry? Con không có biết, con chưa hề kiểm tra. Có thể chi tiết đó sẽ giúp con dài gợi ý về thời điểm mà hoàng tử học ở trường Hogwarts. Thầy Lupin nói, Ngay sau câu nói này, Fleur quyết định nhái Celestina hát bài một giạc đầy tình ái sốt dẻo, và mọi người coi đó như tín hiệu giờ lên giường đã điểm, sau khi liếc thấy vẻ mặt của bà Quisley. Harry và Ron trèo hết cầu thang lên phòng ngủ của Ron tuốt trên gác xếp. Ở đó một cái giường giả chiến đã được dọn sẵn cho Henry. Rồi lăn ra ngủ ngay tức thì. Nhưng Harry moi móc cái rương của nó, lôi ra cuốn bào chế thuốc cao cấp trước khi lên giường. Nằm trên giường, nó lật mấy trang sách tìm kiếm. Đến khi cuối cùng nó tìm ra ở ngay trang bìa của cuốn sách. Ngày của cuốn sách được in gần 50 năm. Cả ba nó lẫn bạn bè của ông đều không có mặt ở trường cách đây 50 năm. Cảm thấy rất thất vọng. Harry quăng cuốn sách trở vô rương, tắt đèn và lật sắp người lại. Nghĩ đến những người sói và thầy Snape. Stenson Pye với hoàng tử Lai. Và cuối cùng chìm vào một giấc ngủ khó chịu đầy những cái bóng rón rén trường đi và tiếng khóc trẻ con bị cắn. Chắc cô này giỡn chơi. Harry giật mình thức giấc thấy một chiếc vớ phòng to nằm ngang chân giường nó đeo kính lên nhìn quanh khung cửa sổ tí hon hoàn toàn mờ mịt vì tuyết và ngay trước mặt nó ron đang ngồi thẳng lưng trên giường xem xét một cái gì đó giống như một sợi dây chuyền vàng mập ú cái gì vậy harry hỏi quà của lavender ron nói nghe ngao ngán chán chường bộ cô nàng thiệt tình tưởng mình muốn đeo hả Harry nhìn cái vật đó kỹ hơn Rồi phá ra cười ha hả Phần dưới sợi dây chuyền là những mẫu Tự kết thành mấy chữ vàng to tổ bố Cục cưng của em Ê Nó nói Ác liệt Bộ nhất định phải đeo nó trước mặt anh Fred và anh George Nếu bộ nói với hai ảnh Rồi nói Vừa nhét sợi dây chuyền xuống dưới gối cho khuất mắt Mình... mình... mình sẽ... Sẽ cả lâm hả Harry nói nhe răng cười thôi đi, đời nào mình làm vậy? Nhưng làm sao mà cô ta lại nghĩ ra được một thứ như cái đó chứ? Ron cần không khí, coi bộ nó hơi bị sốc. Thì nhớ lại coi. Harry nói, có lần nào bồ lỡ lời nói là bồ thích đi đến nơi công cộng với mấy chữ cục cưng của em đeo quanh cổ không? Ờ, tụi này đâu có nói gì nhiều với nhau đâu. Ron nói, chủ yếu là hôn hít. Harry nói, thì ừ, Ron nói, nó ngập ngừng một chút rồi nói. Hermione có cặp bồ thiệp với mắt lắc ghen không? Ai mà biết? Harry nói, hai người đó cùng đi dự tiệc ở chỗ thầy Slughorn, nhưng mình không nghĩ chuyện đó sẽ tới đâu. Ron có vẻ hơi phấn khởi lên khi mò sâu vô trong chiếc giớ quà của nó. Quà Giáng sinh cho Harry gồm có một cái áo len có chữ Snitch vàng ở mặt trước do bà Weasley đăng tay một cái hộp to đùng những sản phẩm của tiệm phù thủy quỷ quái của Quirrell do hai anh em sinh đôi tặng, và một cái gói có mùi mốc hơi ẩm ướt, có kèm theo một cái nhãn ghi: "Quircher gửi cậu chủ." Harry trợn mắt ngó cái gói đó. "Bụ có nghĩ là sẽ an toàn nếu mở cái gói đó ra không?" nó hỏi. "Chắc không thể là cái gì nguy hiểm được, tất cả thư từ của chúng ta đều được bộ khám xét rồi mà." Ron trả lời mặc dù nó nhìn chừng cái gói đó một cách nghi ngờ. Mình đã không nghĩ đến việc tặng cho Creature cái gì cả. Người ta có thường tặng cho gia tinh của họ quà Giáng sinh không? Harry hỏi, vừa thận trọng chọc chọc gói quà. Hermione thì có đó. Ron nói, nhưng hãy chờ xem đó là cái gì trước khi bồ bày tỏ lòng ấy nấy. Chỉ giây lát sau, Harry hét lên một tiếng kinh thiên động địa và nhảy ra khỏi cái giường giả chiến của nó cái gói đó chứa một đống bự những voi và giòi Hay! Rồi nói đống lên cười, cực kỳ sâu sắc. Mình thà nhận được đống giòi này hơn là sợi dây chuyền kia. Harry nói khiến Ron cục hứng tức thì. Khi tất cả mọi người ngồi xuống bên bàn ăn bữa trưa Giáng sinh, ai ai cũng mặc áo len mới, ngoại trừ Fleur. Có vẻ như bà Weasley đã không muốn uổng công đan cho một cái và chính bà Weasley, bà cũng biểu diễn một cái nón phù thủy mới toanh màu xanh thẳm lấp lánh những hạt gì như kim cương, nhái những ngôi sao nhỏ xíu và một sợi dây chuyền vàng lộng lẫy. Red và chót tặng cho má nè, có đẹp không? Ôi, tụi con càng ngày càng biết ơn má nhiều hơn má à, bây giờ tụi con phải tự giặt giớ của mình. Chót nói vừa xua tay thoải mái, ăn của cải không chú Remus? Harry trong tóc anh có một con giòi. Ginny vui vẻ nói, chùm ngang qua cái bàn ăn để gỡ con giòi ra. Harry cảm thấy mấy cục thịt ngỗng giọt lên tới cần cổ nó, mà không dính dáng gì tới con giòi. Thì ghê quá à. Fleur nói kẻ rùng mình một cách hết sức điệu đàn. Ừ, ghê thiệt ha. Ron nói, dùng nước sốt không chị Fleur? Trong lúc săn sái phục vụ Fleur, Ron hất bay cái chén nước sốt Bill bèn dễ cái đũa phép và đám nước sốt đang bị văng giữa không trung ngoan ngoãn quay trở lại cái chén. Em dụng về ý như cô Toms. Fleur nói với Ron sau khi đã hôn Bill để cảm ơn. Cô ta luôn luôn hất văng. Tôi đã mời cô Toms quý mến đến chơi ngày hôm nay. Bà Quisley nói đặt dĩa cà rốt xuống bàn với một sức mạnh không cần thiết và trừng mắt nhìn Fleu nhưng cổ không đến được dạo gần đây anh có nói chuyện với cổ không anh Remus không, gần đây tôi không tiếp xúc nhiều với ai cả. Thầy Lupin nói, nhưng cô Toms có gia đình của cổ để về ăn Giáng sinh chứ. Chà, bà Weasley nói, có lẽ có. Thực ra thì tôi có cảm tưởng là cổ tính ăn Giáng sinh một mình. Bà nhìn thầy Lupin bực mình, như thể lỗi tại thầy mà bà có cô Fleu làm dâu, thay vì cô Toms. Nhưng Harry, khi liếc nhìn cảnh Fleu dùng nĩa của mình đút biêu ăn những miếng thịt gà Tây, thì tin rằng bà Weasley đang chiến đấu trên một mặt trận đã thua dài. Tuy nhiên nó nhớ ra một câu hỏi liên quan đến cô Toms mà còn ai để hỏi tốt hơn thầy Lupin, người am hiểu mọi thứ về thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh của cô Toms đã thay đổi hình thức. Nó nói với thầy, ấy là thầy Snape nói vậy, con không biết là chuyện đó xảy ra được, Tại sao thần hộ mệnh của mình lại thay đổi? Thầy Lupin pin nhẫn nha, nhai miếng gà tây rồi nuốt luôn trước khi chậm rãi trả lời. Đôi khi, một cơn khủng hoảng lớn, một chấn động tình cảm. Trong nó to và có bốn chân. Harry nói, một ý nghĩ đột ngột nảy ra, và nó hạ thấp giọng. À, không lẽ nó là... Anna thưa. Bà Quisley bỗng nhiên kêu lên, bà rời cái ghế đứng lên, Bàn tay bà áp chặt lên trái tim và bà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp. Anna Thơ, Percy kìa! Cái gì? Ông Weasley ngoái lại nhìn. Mọi người cùng nhanh chóng nhìn ra cửa sổ. Ginny đứng dậy để nhìn cho rõ hơn. Kìa! Quả nhiên là Percy Weasley đang sải bước băng qua mảnh sân đầy tuyết. Đôi kính gọng sừng của anh ta lấp lánh sáng trong ánh nắng. Tuy nhiên anh ta không đi một mình. Anna Thơ! Nó, no, nó đi với ông bộ trưởng. Và quả nhiên, người đàn ông mà Harry đã nhìn thấy trên tờ nhật báo tiên tri đang đi theo dấu chân của Percy, hơi cà thọt, mái tóc dày xám của ông ta và tấm áo khoác màu đen lấm tấm bông tuyết. Trước khi những người có mặt trong nhà bếp lúc ấy thốt ra được lời nào, trước khi ông và bà Weasley có thể làm gì khác hơn là nhìn nhau sửng sốt, thì cánh cửa sau đã mở ra và Percy đứng ngay đó một khoảnh khắc im lặng đau đớn rồi percy nói hơi sượng chúc má giáng sinh vui vẻ ôi percy bà Quisley kêu lên và lao vào vòng tay của con trai ông rufus scrimgeour dừng chân trên ngưỡng cửa nghiêng mình tựa trên cây gậy và mỉm cười ngắm nhìn cái cảnh cảm động ấy hẳn bà sẽ tha thứ cho cuộc viếng thăm đường đột này ông scrimgeour nói khi bà Quisley quay lại nhìn ông Vừa lau nước mắt vừa tươi cười Percy và tôi đang ở quanh vùng đây Bà biết đó công tác mà Và anh chàng đã không thể không ghé về nhà Để thăm hết mọi người trong gia đình nhưng Percy chẳng tỏ vẻ gì muốn chào hỏi hết mọi người còn lại trong gia đình. Anh ta đứng thẳng đơ như que cời lửa, có vẻ ngượng nghịu và trơ mắt ngó đâu đó phía trên đầu mọi người. Ông Quisley, Fred và George cùng quan sát anh ta với vẻ mặt chai lạnh như đá. Xin mời vào, ông bộ trưởng, xin mời ngồi. Bà Quisley luyến quýnh vừa sửa cái nón cho ngay lại. Mời ông dùng chút bà tây hay chút gánh nướng. Ý tôi là... Khỏi khỏi, khỏi mà bà Molly yêu quý. Ông Srimgeow nói, Harry đoán ông ta đã hỏi Percy tên riêng của bà Weasley trước khi họ bước vào nhà. Tôi không muốn đường đột chút nào. Không hề định đến đây nếu Percy không tha thiết Muốn thăm gia đình đến như vậy. Ôi, Percy si con." Bà Quisley nói trong nước mắt, nhón gót lên để hôn con trai. "Chúng tôi chỉ ghé qua chừng 5 phút, vậy tôi xin phép đi dạo một vòng quanh sân, trong lúc cả nhà thăm hỏi Percy si nha." "Không không, tôi cam đoan với bà là tôi không muốn xem vô chuyện gia đình." "Nào, có ai vui lòng đưa tôi đi xem khu vườn xinh xắn của bà không?" "À, chàng trai kia đã ăn xong, sao cậu không đi dạo cùng tôi nào?" Không khí quanh bàn ăn thay đổi thấy rõ. Mọi người hết nhìn ông out lại nhìn đến Harry. Có vẻ như ai cũng thấy sự giả vờ của ông out không biết tên Harry là không thể tin được. Và không ai cho rằng chuyện Harry được chọn để thách tùng ông bộ trưởng dạo quanh giường là ngẫu nhiên một khi chính Ginny, Fleur và George cũng đã ăn xong rồi. Dạ được. Harry thốt lên giữa im lặng. Nhưng nó không để bị lừa Bất chấp toàn bộ bài diễn văn của ông Schrimgeau rằng họ chỉ ngẫu nhiên đến vùng này rằng Percy muốn thăm gia đình ảnh. Đây mới hẳn là lý do thực sự khiến họ đến đây. Có vậy ông Schrimgeau mới có thể nói chuyện với một mình Harry. Không sao đâu. Nó nói khẽ khi đi ngang thầy Lupin. Thầy đã nhổm dậy khỏi cái ghế. Không sao. Nó nói thêm khi ông Quisley há miệng toan nói. Tuyệt vời. Ông Schrimgeau nói đứng lùi lại để Harry bước qua cửa đi trước dẫn đường. Chúng tôi sẽ chỉ đi một vòng quanh giường. Rồi Percy và tôi sẽ lên đường. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Harry đi ngang qua sân, về phía mảnh giường um tùm phủ đầy tuyết của gia đình Weasley. Ông Strimgeau đi hơi cài nhắc bên cạnh Harry, biết ông đã từng là giám đốc sở thần sáng. Trong ông gân cuốc và đầy thẹo chiến trường, rất khác với ông Fuchs béo tốt trong cái nón hình trái dưa đẹp lắm ông stream gao nói khi dừng bên hàng rào khu vườn nhìn ra bãi cỏ bị tuyết phủ kín và cây cối không thể phân biệt được là cây gì với cây gì đẹp lắm harry không nói gì nó có thể nói là ông stream gao đang quan sát nó một lát sau ông stream gao nói tôi muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi cậu có biết điều đó không dạ không harry thành thật nói từ phải từ lâu lắm rồi nhưng cụ Lê Đo đã bảo bọc cậu kỹ quá ông streamgale nói thương nhiên dĩ nhiên tự nhiên thôi sau tất cả những gì cậu đã trải qua đặc biệt là những gì đã xảy ra ở bộ ông chờ đợi harry nói điều gì đó nhưng harry không buồn góp lời cho nên ông nói tiếp tôi vẫn hy vọng có dịp chuyện trò với cậu từ khi tôi nhậm chức nhưng cụ Lê Đo đã cũng hết sức dễ thông cảm thôi. Như tôi đã nói đó, cô đã ngăn chặn điều đó. Harry vẫn không nói gì, chỉ chờ đợi. Lời đồn đại đã bày khắp thế giới. Ông Strimgeau nói, Chà, dĩ nhiên, cả hai chúng ta đều biết những câu chuyện đó đã bị bóp méo như thế nào. Tất cả những xì xầm về một lời tiên tri về việc cậu là kẻ được chọn Harry nghĩ bây giờ ông Strimgeow và nó đang đi gần tới cái lý do khiến ông ta có mặt ở đây. Tôi đoán là cụ Dumbledore đã bàn bạc chuyện này với cậu. Harry suy nghĩ kỹ càng, tự hỏi nó có nên nói dối hay không. Nó ngó những dấu chân nho nhỏ của những con quỷ lùng in khắp giường qua và một thẻo bị cào ra đánh dấu nơi mà Fred đã bắt được cái con quỷ lùng. Giờ này đang mặc váy xòe trên ngọn cây Giáng sinh. Cuối cùng Harry quyết định nói thật Hay một phần sự thật Dạ Thầy trò cháu có bàn về chuyện đó Cậu đã Cậu đã Ông Srimgeow nói Qua khóe mắt Harry có thể thấy ông Srimgeow đang liếc nhìn nó Cho nên nó giả đò say mê ngó một con quỷ lùng Vừa mới thò đầu ra bên dưới một cây đổ quyên bị đóng băng Vậy cụ Dumbledore đã nói gì với cậu hả Harry? Cháu xin lỗi, nhưng đó là việc điên giữa thầy trò cháu Harry nói Nó cố giữ giọng nói thoải mái Và giọng ông Scrimgeour cũng vậy Nhẹ nhàng thân thiện khi nói Ồ dĩ nhiên Nếu đó là vấn đề riêng tư bí mật Tôi không muốn cậu tiết lộ Không không Và đằng nào đi nữa Vì cậu có phải là kẻ được chọn hay không Có thành vấn đề không Harry phải suy đi nghĩ lại điều đó vài giây trước khi đáp Thưa ông bộ trưởng Cháu không thực sự hiểu ông muốn nói gì Chà Dĩ nhiên Đối với cậu điều đó sẽ cực kỳ có vấn đề Ông Srimgao nói kèm theo một tiếng cười Nhưng đối với dư luận cộng đồng pháp thuật Chẳng qua là những thức cả thôi có đúng không Chính điều người ta tin mới là điều quan trọng Harry không nói gì Nó nghĩ nó đã thấy lờ mờ Nơi mà ông Srimgao đang nhắm tới Nhưng nó sẽ không giúp ông ta tới nơi đó con quỷ lùng phía gốc cây đổ quyên đang đào trùng dưới rễ cây và Harry không rời mắt khỏi con quỷ lùng ấy. Người ta tin cậu là kẻ được chọn, cậu hiểu chứ? Ông Strimgeow nói. Họ nghĩ về cậu như một người hùng, dĩ nhiên là cậu anh hùng rồi, Harry à. Cho dù có được chọn hay không, tính đến nay cậu đã đương đầu với kẻ chớ gọi tên ra bao nhiêu lần rồi. Thôi, đằng nào đi nữa. Ông dấn tới không cần đợi harry trả lời vấn đề chính là cậu là biểu tượng hy vọng đối với nhiều người harry à cái ý nghĩ là có ai đó trên đời có khả năng ai đó do định mệnh an bài sẽ tiêu diệt kẻ chớ gọi tên ra ấy thì đó dĩ nhiên thôi nó khiến người ta lên tinh thần và tôi không thể không nghĩ rằng một khi cậu nhận ra điều này cậu có thể coi đó như chà chà gần như là một bổn phận sát cánh cùng bộ và nâng cao tinh thần mọi người lên con quỷ lùng vừa xoay sở tóm được một con trùng bây giờ nó đang ra sức kéo con trùng cố gắng lôi con trùng ra khỏi lớp đất đông cứng harry im lặng lâu đến nỗi ông streamgate hết nhìn harry lại nhìn sang con quỷ lùng nói chúng buồn cười quá ha những cả tí hòn đó nhưng cậu nói sao harry Cháu không hiểu một cách chính xác điều ông nói Harry chậm rãi nói Sát cánh với bộ nghĩa là gì? Ôi như vậy Không có gì nhọc nhằn hết Tôi cam đoan với cậu Ông Srimgeow nói Ví dụ như nếu thỉnh thoảng người ta thấy cậu ra vô bộ pháp thuật Thì điều đó có thể tạo được ấn tượng tốt Và dĩ nhiên khi lui tới với bộ Cậu sẽ có vô vàng cơ hội để nói chuyện với ông gawen Robots người kế nhiệm tôi làm giám đốc sở thần sáng và Dolores Umbridge có nói với tôi là cậu đang nung nấu tham vọng trở thành một thần sáng. Chà, chuyện đó có thể dàn xếp dễ dàng thôi. Harry cảm thấy cơn giận đang sôi sụp trong bao tử của nó. Thì ra mụ Dolores Umbridge vẫn còn ở bộ sao? Vậy căn bản... Nó nói như thể nó chỉ muốn làm rõ vài điểm ông muốn tạo ấn tượng là cháu đang làm việc cho bộ việc đó sẽ giúp mọi người lên tinh thần khi nghĩ là cậu đã can dự nhiều hơn harry à ông shrimgerald nói có vẻ nhẹ nhõm là harry đã hiểu ra nhanh chóng kẻ được chọn cậu biết đó tất cả chỉ nhằm tạo cho người ta niềm hy vọng cho người ta cái cảm tưởng rằng có những điều kỳ thú đang xảy ra nhưng nếu cháu cứ chạy ra chạy vô bộ harry nói vẫn cố gắng giữ giọng nói thân mật thì sẽ có vẻ như cháu tán thành chuyện bộ đang làm. Ừ, ông Srimgao nói hơi câu mày. Ừ phải, đó là một phần vì sao chúng tôi muốn... Không, cháu không nghĩ là điều đó ăn thua gì đâu. Harry vui vẻ nói. Ông hiểu không, cháu không thích một số chuyện mà bộ đang làm. Ví dụ như nhốt anh Stenson Bay. Ông Srimgao không mở miệng trong chốc lát, nhưng vẻ mặt của ông lập tức đanh lại Tôi không hiểu giọng gì cậu hiểu được Ông nói Và không ngăn nổi sự bực dọc lộ ra trong giọng nói Như Harry đã làm được Hiện nay tình hình đang rất nguy hiểm Và cần thi hành những biện pháp nhất định Cậu mới 16 tuổi Thầy Đông Lê Đo già hơn một đứa 16 tuổi rất nhiều Vậy mà thầy cũng không nghĩ Anh Sten đáng bị tống vô ngục Azkaban Harry nói Ông đang biến anh Sten thành vật hy sinh Cũng giống như ông muốn biến cháu thành vật cầu phúc cả hai người nhìn thẳng nhau chiếu tướng nhau thật kỹ và thật lâu cuối cùng ông screamgeo nói chẳng còn chút giả dờ thân thiện nào nữa tôi hiểu cậu muốn giống như vị anh hùng của trò cụ dumledo ấy muốn tự tách mình ra khỏi bộ à cháu không muốn bị lợi dụng harry nói một số người sẽ nói bổn phận của cậu là để cho bộ sử dụng Dân, và một số người khác có thể nói bổn phận của ông là kiểm tra xem người ta có thực sự là tử thần thực tử hay không trước khi tống họ vô tù. Harry nói, giờ đây cơn giận của nó đang bốc lên. Ông đang làm điều mà Party Cross đã làm. Bọn người các ông chẳng bao giờ biết hành sự cho đúng đắn sao? Chúng tôi hết gặp phải ông Fuchs, cứ giả bộ như mọi thứ đều dễ thương, trong khi người ta bị ám sát ngay dưới mũi, lại gặp tới ông, tống người lương thiện vô tù và cố gắng giả bộ như mình có kẻ được chọn đang làm việc dưới trướng. Vậy cậu không phải là kẻ được chọn sao? ông Stream nói tôi tưởng ông đã nói là đằng nào thì chuyện đó cũng không thành vấn đề kia mà harry nói kèm theo tiếng cười chua chát dù sao thì cũng không được chọn cho ông nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng nói năng như vậy ông streamgateau nói nhanh thật sống sượng không thật trung thực chứ harry nói điều trung thực duy nhất mà ông nói với tôi ông chẳng bận tâm chuyện tôi sống hay chết nhưng ông lại bận tâm đến chuyện tôi giúp ông phủ dụ một người rằng Ông đang thắng trong trận chiến chống Voldemort Thưa ông bộ trưởng tôi không quên Nó giờ nắm tay phải lên trên mu bàn tay lạnh cống của nó là những vết sẹo trắng bóng mà mụ Dolores Umbridge đã buộc nó khắc vào chính da thịt mình. Tôi không được nói dối. Tôi không nhớ ông có từng xông tới bảo vệ tôi khi tôi cố gắng nói cho mọi người biết Voldemort đã trở lại không bộ không hề tỏ ra là cánh hảo của tôi hồi năm ngoái cả hai lại đứng im lạnh lùng hệt như mặt đất dưới chân con quỷ lùng cuối cùng đã tìm được cách rút con trùng của nó ra và giờ đây đang vui vẻ nhâm nhi miếng mồi trong khi dựa lưng vào mấy cành thấp nhất của bụi cây đổ quyên cụ đùm lê đo đang âm mưu gì ông shrimger ao hỏi một cách lỗ mãng khi cụ không có mặt ở trường hồ watts thì cụ đi đâu không biết Theo đùi nói nếu cậu có biết cậu cũng không nói cho tôi biết đúng không Ông Srimgeau nói Đúng Harry nói Tốt Vậy thì tôi sẽ phải suy xét xem Phải chăng tôi chẳng còn cách nào khác nữa Ông cứ việc Harry dững dưng nói Nhưng ông có vẻ khôn hơn ông Fush Nên tôi nghĩ ông chắc phải học được từ sai lầm của ông ấy Ông ấy đã cố gắng can thiệp vào trường Hogwarts Ông có thể nhận thấy ông ấy không còn là bộ trưởng nữa nhưng thầy Dumbledore vẫn là hiệu trưởng. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không đụng tới thầy Dumbledore. Cả hai im lặng khá lâu. Thôi, tôi thấy rõ là cụ ấy đã dạy cậu giỏi đó. Ông Srimgeau nói, đôi mắt lạnh lùng và khắc nghiệt sau cặp kính gọng kim loại. Cậu hoàn toàn là người của cụ Dumbledore, đúng không Potter? Đúng vậy, Harry nói. Mừng là ông đã hiểu ra. Và quay lưng lại ông bộ trưởng bộ pháp thuật nó rảo bước trở vô nhà